Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 7, đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dân chiếu dịch. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ dục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chàng mày, soi khắp 800 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông. Qua khỏi số cõi đó, có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Dương Trí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà vì chúng nói pháp. Ánh sáng long trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó. Lúc đó, trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cội công đức cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật, mà đều đặng trọn nên trí huệ rất sâu, đặng môn Diệu Tràng Tướng Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội, Tình Đức Tam Muội, Tú Dương Hí Tam Muội, Vô Duyên Tam Muội, Trí Ấn Tam Muội, Giải Nhất Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam Muội, Thập Nhất Thiết Công Đức Tam Muội, Thanh Tịnh Tam Muội, Thần Thông Du Hí Tam Muội, Huệ Cự Tam Muội, Trang Nghiêm Dương Tam Muội, Tịnh Quang Minh Tam Muội, Tịnh Tạng Tam Muội, Bất Cộng Tam Muội, Nhật Triền Tam Muội, vân vân. Đặng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại Tam Muội như thế. Quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Bồ Tát, Nhược Dương Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, Tú Dương Hoa Bồ Tát, Thường Hành Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Khi đó, Đức Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật bảo ngài Diệu Âm Bồ Tát: Ông chớ có khinh nước Ta Bà, sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử, cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự nhơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân hình của ông cao đến 42.000 do tuần, thân của ta 680 muôn do tuần. Thân của ông tốt đẹp thứ nhất, trăm nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua chớ khinh nước kia, hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con này qua cõi Ta Bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc đó, ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động, mà vào trong Tam Muội, dùng sức Tam Muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật, cách pháp tòa chẳng bao xa, hóa làm 84.000 các hoa sen báo, vàng diêm phù nạc làm cọng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thuốc ca bảo làm đài. Bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử thấy hoa sen đó, bèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiện điểm tốt này, có ngần ấy nghìn vạn hoa sen, vàng diêm phù nàng làm cọng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thuốc ca bảo làm đài. Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật, muốn cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh mà đến cõi Ta Bà này để cúng dường gần gũi lễ lại nơi ta, cùng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì Bồ Tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có đặng sức đại thần thông như thế, tu Tam Muội gì? Bồng Phật vì chúng con nói danh từ của Tam Muội đó, chúng con cũng muốn xin tu hành đó. Tu hành môn Tam Muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó. Quý mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông
khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con đặng thấy. Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư lợi: Đức Đà Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đà Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây, Văn Thù Sư lợi Pháp Dương tử muốn thấy thân của ông. Bấy giờ ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với 84.000 Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà, ở các nước trải qua 6 điều giác đồng, thể đều rưới hoa sen bằng 7 báo, 100.000 nhạc trời chẳng trỗi tự kêu. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hòa hiệp 100.000 muôn mặt trăng, diện màu của ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng rồng vô lượng 100.000 công đức trang nghiêm, bài đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân Na La Diên bền chắc. Ngài vào trong đại thất bảo bay lên hư không cách đất bằng 7 cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi xuống đại thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị 100.000 đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại đều đều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người chịu tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình chăng? Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng? Đức Đà Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báo, có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đà Bảo Như Lai an ổn, ít khổ, kham nhẫn, ở lâu đặng chăng? Thế Tôn, nay con muốn thấy thân Đức Đà Bảo Phật, quý mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng: Ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân, nên qua đến cõi này. Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cội lành gì, tu công đức gì và có sức thần thông như thế? Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Dương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp trên hỷ kiến Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn 2.000 năm, dùng 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Dương Phật, cùng dâng lên 84.000 cái bát bảy báo. Do nhân duyên quả báo đó, nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật có sức thần như thế. Hoa Đức, ý ông nghĩ sao? Thuở đó, nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Dương Phật, Diệu Âm Bồ Tát cúng dường kỹ nhạc cùng dâng bát báo lên đó, đâu phải người nào lạ, chính đây là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hàng hà sa 100.000 muôn ức Đa Do Tha đức Phật. Hoa Đức, ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này. Hoặc hiện thân Phạm Dương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Dương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Dương, hoặc hiện thân Các Tiểu Dương, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện thân Tể Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời, rồng,
Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân, vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp. Nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa Đức, Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu độ các chúng sanh trong cõi Ta Bà. Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi Ta Bà này, vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, ở nơi trí tuệ thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vì Bồ Tát này dùng gần ấy trí tuệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết. Ở trong hằng hà sa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế. Nếu chúng sanh đáng dùng thân hình thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Bồ Tát đặng độ thoát, liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà đặng độ thoát, liền thị hiện diệt độ. Hoa Đức, Diệu Âm Đại Bồ Tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế. Lúc ấy Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành. Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ ta bụi gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát: Thiện nam tử, tam bụi đó tên là Hiện Nhất Thiết Sát Thân. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam bụi đó có thể nhiêu ít vô lượng chúng sanh như thế. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát 84.000 người đều đặng Hiện Nhất Thiết Sát Thân tam bụi. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng đặng tam bụi đó và Đà La Ni. Khi Ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trải qua đều sáu điều giang đồng, rưới hoa sen báo, trổi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng 84.000 Bồ Tát dây quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Dương Trí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bảo Phật lễ lại cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Bồ Tát, Nhược Dương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Vọng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát này đặng Hiện Nhất Thiết Sát Thân tam bụi. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát lai giảng này, 42.000 vị thiên tử đặng vô sanh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát đặng pháp hoa tam bụi.